Xin chào tất cả các em. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về phương trình hóa học. Chúng ta đã biết rằng là phản ứng hóa học xảy ra khi có sự thay đổi từ chất từ phân tử này thành phân tử khác. Vậy thì chúng ta đã biết được cách biểu diễn một phản ứng hóa học thông qua phương trình dạng chữ. Ví dụ như khi cô nói đến khí oxy tác dụng với khí hydro để tạo ra phân tử nước, thì chúng ta sẽ thường viết là khí oxy tạo ra nước. Đây là phương trình dạng chữ mà chúng ta đã được tìm hiểu và đã được học ở trong buổi học trước rồi. Thì tuy nhiên, với để có thể biểu diễn được đơn giản hơn, biểu diễn được về cái công thức hóa học của mỗi các cái chất tham gia phản ứng cũng như là chất tạo thành, thì họ đã đưa ra một cái phương trình, đó được gọi là phương trình hóa học, biểu diễn dựa vào các công thức hóa học của các chất tham gia vào phản ứng đó. Và ở bài học ngày hôm nay, cô sẽ cùng các bạn sẽ đi thiết lập để có thể viết và cân bằng một phương trình hóa học cụ thể, đúng không ạ? Và cách để có thể biểu diễn được một cái phương trình hóa học thì mình sẽ trải qua 3 bước. Bước đầu tiên, đó là chúng ta phải cụ thể hóa được các cái chất khí hydro, khí oxy hay nước ở đây về dưới dạng công thức hóa học. Đúng không ạ? Công thức hóa học của khí hydro chúng ta biết rồi. Đó là H2. Vì trong phân tử trong khí hydro thì hydro được tồn tại dạng thái phân tử khi có hai nguyên tử liên kết với nhau. Mình đã học ở trong bài đơn chất rồi. Vậy với khí hydro thì công thức hóa học là H2, và tương tự với oxy thì công thức hóa học là O2, và công thức hóa học của nước đó là H2O. Bước đầu tiên chúng ta phải thiết lập được về mặt công thức. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ phải đảm bảo một cái định luật mà buổi trước ta học, đó là định luật bảo toàn khối lượng. Khi mà số lượng nguyên tử của các nguyên tố ở bên trái sẽ phải bằng số lượng của các nguyên tố ở bên phải, tức là nó sẽ bằng về số lượng nguyên tử sẽ được bảo toàn. Và đây chúng ta sẽ nhìn thế này, bên trái chúng ta có 2 hydro, bên phải 2 hydro, có vẻ là đã cân bằng rồi. Nhưng chúng ta sẽ nhìn sang oxy. Oxy ở bên trái là có 2 nguyên tử oxy, trong khi bên phải số lượng oxy mới có 1. Mà chúng ta phải đảm bảo là số lượng nguyên tử bên trái bằng số lượng nguyên tử bên phải. Vì vậy mà ở đây có 2 oxy thì bên này cũng cần có 2 oxy. Thay vì chúng ta sẽ thêm chỉ số dưới chân ở đây thì chúng ta sẽ thêm hệ số để biểu diễn là chúng ta cần có 2 phân tử nước để có 2 nguyên tử oxy. Và khi đã có 2 phân tử nước như thế này rồi thì chúng ta sẽ đếm được số hydro ở bên phải sẽ là 2 x 2 là 4 nguyên tử. Trong khi bên này mới có 2 nguyên tử thôi, vậy chúng ta cần phải có thêm 2 phân tử hydro nữa. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem xét bên trái 4 hydro, bên phải 4 hydro, bên trái 2 oxy, bên phải cũng 2 oxy. Vậy thì phản ứng của chúng ta đã cân bằng và có thể chuyển từ mũi tên nét đất này về nét liền. Nét đất là thể hiện sơ đồ phản ứng khi cho khí oxy tác dụng với khí hydro để tạo ra nước. Còn khi mà chúng ta đã cân bằng đủ về số lượng nguyên tử thì sẽ chuyển thành nét liền. Đấy ạ. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được đúng về bản chất khi số lượng nguyên tử không thay đổi. Và ở các bài buổi học trước chúng ta biết rằng khi cô biểu diễn về ngay trong bài định luật bảo toàn hay là trong bài phản ứng hóa học thì cô đã biểu diễn về mặt liên kết khi có hai nguyên tử oxy liên kết với 4 nguyên tử hydro để tạo ra 2 phân tử nước, đúng không ạ? Thì đấy là những cái bài biểu diễn bây giờ chúng ta đã thay vì biểu diễn dưới dạng các cái sơ đồ hóa như thế thì chúng ta đã viết dưới dạng phương trình phản ứng và đã vẫn thể hiện đúng về mặt ý nghĩa và về mặt bản chất của phản ứng hóa học xảy ra. Vậy thì với bất kỳ một phản ứng hóa học thì chúng ta sẽ tiến hành thông qua những cái bước nào? Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ cần làm các bước để cân bằng phương trình hóa học. Đó là bước 1, chúng ta sẽ phải lập được sơ đồ phản ứng. Khi ví dụ với ở đây là khí hydro
tác dụng của khí oxy để tạo thành nước và viết được công thức hóa học của các chất. Ở đây là kể cả chất ban đầu và chất sản phẩm. Bước thứ hai đó là việc chúng ta cân bằng. Cân bằng phương trình đảm bảo cho số nguyên tử bên trái bằng số nguyên tử bên phải của mỗi nguyên tố. Bước thứ ba chúng ta đó là viết lại phương trình. Và trong các việc viết cân bằng, thiết lập hay là cân bằng phản ứng hóa học thì chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta sẽ thêm hệ số vào đằng trước nguyên tử hoặc là phân tử, không thêm chỉ số dưới chân. Đúng không? Chỉ số dưới chân cũng thể hiện số nguyên tử, nhưng ở đây mỗi một công thức hóa học đã có các nguyên tử của mỗi nguyên tố liên kết với nhau theo một cái trật tự nhất định rồi. Nghĩa là công thức hóa học của mình đã đúng, vậy chúng ta sẽ không được thêm bất kỳ một cái chỉ số dưới chân nào làm biến đổi cái công thức hóa học của một cái chất nào đó đi, mà thay vào đó chúng ta sẽ phải thêm hệ số ở đằng trước, và cái hệ số này thì sẽ được viết cao ngang với ký hiệu của nguyên tố, đúng không ạ? Vậy cái lưu ý đầu tiên, lưu ý là chúng ta sẽ thêm hệ số vào trước các công thức hóa học, đúng không ạ? Trong quá trình cân bằng. Mà không được thêm chỉ số, nghĩa là không được thay đổi công thức hóa học. Vậy đây là chúng ta đã biết cách viết và cách cân bằng phản ứng giữa khí hydro với khí oxy tạo ra nước. Vậy chúng ta có thể nói đó là hai phân tử khí hydro kết hợp với một phân tử khí oxy để tạo thành hai phân tử nước. Vậy tỷ lệ đây sẽ là 2:1:2. Được ạ? Hai phân tử hydro kết hợp một phân tử oxy, đúng không? Và chúng ta cũng sẽ có thể là nhìn theo tỷ lệ của từng cặp chất. Ví dụ với hydro và nước, vậy là hai phân tử hydro tạo ra hai phân tử nước, hoặc là nhìn theo cặp của oxy và nước là một phân tử oxy sẽ tạo ra hai phân tử là nước. Và chúng ta sẽ sang tiếp một số các cái ví dụ để chúng ta có thể luyện tập củng cố thêm. Ví dụ thứ nhất đó là phản ứng khi cô cho nhôm. Đây, cô sẽ cho nhôm tác dụng với axit clohydric để chuyển thành chất mới, đó là nhôm clorua và khí H2. Đây là phương trình phản ứng thứ hai. Và cô đã đưa ra công thức của các chất ở đây rồi. Vậy bước 1 cô đã thiết lập xong khi công thức của nhôm axit clohydric HCl, muối nhôm clorua AlCl3 và khí hydro. Bước thứ hai đó là chúng ta sẽ cân bằng phương trình phản ứng này. Ta cân bằng phương trình phản ứng này như thế nào đây? Chúng ta sẽ nhìn thấy bắt đầu có sự khác nhau giữa clo và hydro, đúng không ạ? Ở đây ta nhìn thấy rằng là chỉ số của hydro và clo là đều là 1 ở trong HCl, nghĩa là số lượng nguyên tử hydro phải bằng số lượng nguyên tử của clo. Nhưng trong khi bên này lại có 3 clo và bên này chỉ có 2 hydro thôi. Vậy thì chúng ta cần phải đi tìm bội số chung giữa số 2 và số 3. Bội số chung nhỏ nhất giữa 2 và 3 là 6. Vậy thì cần ở đây chúng ta sẽ phải cần đến 6 nguyên tử clo và 6 nguyên tử hydro ở trong phản ứng này. Vậy thì ở đây đã có 3 clo rồi, vậy thì còn thiếu 2. Đúng không? 2 nhôm thì dẫn đến ở đây cũng sẽ có là 2Al. Ở đây là có vì 6 hydro ở đây mới có 2 thì chúng ta cần thêm hệ số 3 vào nữa. Vậy thì ở đây ta cần 6HCl.
Vậy thì chúng ta đã có thể cân bằng được phương trình phản ứng giữa nhôm với axit clohydric để tạo thành mối nhôm chloro và khí hydro.